Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thể thao Việt Nam 27 tháng 3 năm 1946, 27 tháng 3 năm 2023 và 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2023. Sáng ngày 26 tháng 3, tại Đại lộ Đông Tây khu công nghiệp V-Ship, huyện Thủy Nguyên tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Việt dã truyền thống năm 2023. Tới dự và tham gia ngày chạy Olympic có đồng chí Phạm Văn Thép, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể của huyện, lãnh đạo các xã thị trấn cùng đông đảo các vận động viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, học sinh và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Uông Minh Long, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhấn mạnh, ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Việt dã huyện Thủy Nguyên là hoạt động ý nghĩa để động viên đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể thao, hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phong trào khỏe để lập nghiệp và giữ nước, góp phần tuyên truyền về vai trò, lợi ích của luyện tập thể thao trong việc bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh. Đây còn là hoạt động có ý nghĩa truyền thông, vận động khuyến khích người dân lựa chọn môn thể thao phù hợp để tập luyện hàng ngày, tạo thói quen vận động hợp lý suốt đời. Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Việt dã là hoạt động thể thao thường niên của huyện Thủy Nguyên trong nhiều năm qua. Tiếp nối thành công của các sự kiện trước, chương trình năm 2023 tiếp tục được tổ chức mở rộng về thành phần tham dự, với sự ủng hộ tham gia của các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, các lực lượng vũ trang và nhân dân. Chương trình tạo sân chơi thể thao lành mạnh để nâng cao tinh thần đoàn kết, vận động, khích lệ mọi người tích cực rèn luyện, tham gia thi đấu thể thao vì mục tiêu nâng cao sức khỏe, thể chất, trí lực, phục vụ nhiệm vụ lao động, sản xuất kinh doanh và học tập. Các đồng chí lãnh đạo huyện đã trao cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên tham gia ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Việt dã truyền thống huyện Thủy Nguyên năm 2023. Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu cùng 1.200 người đại diện cho các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh, vận động viên đến từ 25 khối các cơ quan, đơn vị, xã, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã sôi nổi tham gia hưởng ứng ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Tiếp đó, gần 300 vận động viên đến từ các cơ quan của huyện, các xã thị trấn và các trường trung học phổ thông tham gia tranh tài giải Việt dã truyền thống huyện Thủy Nguyên năm 2023 với các nội dung thi đấu, gồm nội dung phong trào nam chạy cự ly 5 km, nữ chạy cự ly 3 km, nội dung chạy nâng cao nam chạy 10 km, nữ chạy 5 km. Kết thúc giải, ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba, khuyến khích đồng đội nam, đồng đội nữ, cá nhân nam, cá nhân nữ cho các vận động viên đạt thành tích cao tại các nội dung thi đấu, đồng thời trao cờ và phần thưởng cho các đoàn giành thành tích cao tại giải chạy tập thể và giải chạy Việt dã. Trong đó, xã Dương Quan đạt giải xuất sắc chạy tập thể, xí nghiệp xăng dầu K131 và trường trung học phổ thông Lý Thường Kiệt đạt giải nhất chạy tập thể. Nhất toàn đoàn giải Việt dã là Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện, giải nhì cho trường Trung học Phổ thông Lê Ích Mộc và giải ba toàn đoàn cho xã Đông Sơn.